Tương đương và cái câu này thì mình thấy là nó được hơn là cái là nó độ bền, độ bền của nó rất là tốt, không bị gãy cánh khi mà đang đánh cái thứ tốc độ quay như là các cái điều độ nặng nhẹ thì nó tốt. Thế là anh rất hay nhất các giải của phong trào ấy. Thế là anh cũng rất là mỗi một giải đấu là có một loại cầu khác nhau đúng không anh? Chúc hai anh thi đấu thành công.